Cây ngái này phải cây để nhà, cây khác, cây nhà cây khác. Cây cứ ở nhà cũng cây này. Cây kia cây. Cây nhà kia, cao hơn mà. Cây kia nó hỏng. Nó bị thối dần. Sạch sẽ như thế này chắc làm lâu lắm rồi nhỉ. Rêu này. Rêu này. Rêu mùa này mà rêu cũng ướt. Có kỷ niệm không? Kỷ niệm thì cầm về nào. Nhiều luôn. con kia hỏng ở ngoài vừa khẩu quạng này vừa ngay được con này. Cắt thì bôi keo vào đầu nó đỡ bị rỗng. Nó một phát luốt từ lên trên tận trên này. Thân của nó rỗng mà. Còn nó xốp hơn như... xốp hơn sung khó. Đúng rồi, xốp sung. Khó làm hơn sung. Cái này là bao nhiêu tiền? 4,5 triệu. Ở dưới. Ngái đấy. Để cho là nhiều quả lắm đấy. Nhiều quả. Đấy. Già cực luôn. Cao độ 40. Mà thử nước vào đó, nó như màu đồng. Cao độ 40 phân. Cái gì nhỉ? Cái ngái. Ngái đấy. Ngái ngủ. Rúi. Xưa thì đây ngái. Đấy, có ai chịu làm không? Quan trọng có ai chịu làm nó thành cây không? Làm hay nhiều không? Ra đường nhiều gốc đẹp lắm. Nhiều gốc ngái bây giờ vẫn có nhưng mà kiếm gốc nhỏ. Con nhỏ như này ít lắm. Những cái to nó nhiều vẫn có, ít. Cái to mà cắt ra trước em mình nhiều này thì nó khó làm lắm. Đây, đây cây nhỏ mà làm này nó múp. Cái cây kia nó mấy mắt nó múp này. Cái này bây giờ nó đanh cái này nó dễ làm rồi chứ mà nó mà tơ này cắt ra nó lại giống ống rồi này. Đúng rồi. Hỏng hết. Ngái đấy. Cái dưới này bao nhiêu tiền này? Ôi trời yêu, hàng độc đấy. 3,5 triệu. Ngái ngày xưa nhiều không vậy? Hôm rồi có ông nào hỏi cây này sao mà? Hỏi nhưng mà ông ấy hỏi, ông tưởng là cây nhỏ. Tả cây tả chậu quá. Anh biết rồi, biết ông ấy mà. Cây sạp này thì bao nhiêu anh? Sạp 550. 550, ui, tụt quần hết. Đang cao. À, con này bây giờ là lỗ. Dưới kia thì sao? Dưới đấy 12,5 kg. Quả phúc đầy nha. Quả phúc đầy nhỉ. Cao độ 50 phân. Hơn, cao hơn. 60 phân. Đó phải 60 đến 70. Con cây xanh này bao nhiêu? Cây xanh này 8,5 triệu. 8,5 triệu. Đấy. Lại nộp số ngay nhỉ. 0971 313107. Đấy, 0971 313107. Rồi, làm việc tiếp. Bỏ lắm, bỏ lắm. 40 đấy nhỉ. Bệ 40, cao hơn 30 tí. Cao phải gần 40 đấy. Cao 38-40 đấy. Nhân điện. Cái chậu nó 48 là 58 ạ. Đấm dây báo mà cả cái xi măng mà. Mà cho là bao cả. Con này mới quát. Được không để xa. Cái xưa. Xưa đặt tắm á. Ừ. Ngày xưa cây vàng. Cảm quay phim chụp ảnh như này là phải mua. Mua chứ, tiền đâu mà mua. Ra thì ai cho tặng lấy. Cái này này. Thôi, đang vào việc cắt cái này về là cho vào bể cá. Độc đáo đấy nhỉ. Đáo đấy. Lưỡi được bập nồng. Đẹp đấy. Làm dâm riết đẹp con. Dâm dưới đẹp. Mất mấy bông nữa làm to thêm. Tầm 5 nữa. Rộng ra, nó đang hơi nhọn. To thêm, chứ cây này mà làm to thì rộng từ ngày xưa thì là được rồi. Cái tay nó hỏng. Tay trên này nó hỏng. Cái tay này thì không nói làm gì nhưng tay trên nó hỏng. Độc đáo đấy nha. Đó. Món này của Việt Nam hơi bị độc đáo. Dưới mà... nhiều nước có nhưng mà Việt Nam đó, dân dã Việt Nam này rằm như san hô nha. Cho mấy đá cài bệ vào. Ấy này rất là đều. Ôi rồi lại giao dịch cái gì đấy tiếp tục.
về cắt rồi. Về không mang mai cho Hương cái gốc. Ừ. Hai cái gốc. Có giao lưu cơm nguội không để em vào? Hả? À? Chơi không? Có. Giao lưu. Ok. Giao lưu tiệm rồi. Được. Ghê đấy. Cái nào anh? Cái này à? 7 triệu. À đây, 7 triệu. Đẹp nha. Hoành tráng, cái này lên chậu hoành tráng lắm. Có khi vật từng cái siêu đẹp. Đây nhiều, nhiều gối đẹp hết. Đẹp thì cũng quen đến thế. Ừ, hay mà. Con này phải làm chân nữa, làm chân đá. Cô chân nó tầm tạm rồi thì đấy, giờ chỉ kè đá mà thôi. Ngọn to cái kia. Đang nặng đâu. Cho nó vững. Chỉ con này cho Elip này, cho làm chân. Được bộ tay làm khá là kỳ công. 7 triệu. Ui, cái vải đẹp quá. Vải đẹp quá. Nhất trí, nhất trí. Đỏ, chót rồi. Mấy triệu, 3-4 triệu gì đấy. Đấy, cái dưới kia kìa. Cái này là con gì nhỉ? Vả đấy, cái vả. Vả? Ừ, cái vả. Một cái chuẩn hả? Vả mà đào trên rừng nhiều loài này lắm. Có quả đúng không? Đúng rồi. Quả con này sung mật đấy. Mà nó có mật ở trong ấy. Chè. Chè. Ông nào lấy cây của ông Hùng thì sao mà ngồi đấy nhỉ? Ông để bạn nước. Chè. Kiếp chè này nó già, nó bóp cái gì nó bóp vào đây nó hay nhỉ. Ông chơi cây vả sao có quả hay hơn ý. Cái tre này là bao nhiêu? Tre 2 triệu. 2 triệu. À, cắn bộ. Cắn bộ. À ừ nhỉ. Tre ta đấy, nó có gai này. À không phải gai. Ở đây gai đây. Ừ, gai đây. Vàng như tre ngà ấy nhỉ. Nó bị cái gì quằn quại hay nhỉ. Cứ như bóp nó như bắt nước. À, như bắt nước. 2 triệu. Hay đấy. Đấy có một cây măng non nó cũng như vậy. Độc đáo đó. Cây vải này nó bao nhiêu tiền? 3 triệu. 2 triệu. 2 triệu, ở đấy 2 triệu. Đúng rồi. Uốn được hết này, uốn. Uốn. Ôi. Ô, bán xong rồi à? Đấy. Thì có cái gì? Chậu đấy. Chậu của cu em này, có cái tùng này. Đấy, một cái demo luôn này. Demo luôn. Nay chợ vắng bắt ở nơi. Vâng, kiên thiếu mà. Mấy hôm nay có nhiều chợ đấy, nhiều nơi. Ôi, tàu có hoa đấy. Xong mang nhiều nhiều đi tí cho nó vui anh. Mang nhiều tiền đi thì không bán nữa. Mang nghe cho đẹp chợ. Còn đây đang lạo đấy. Anh vừa mua cái dưới này anh phang thì chậm lặng. Xử lý luôn.
này đúng này hôm chợ thiếu là nó bán hiểm lắm. Ơi giời. Giấy cả người cả cây này. Người này chán lắm. Người chợ Thắng Thiếu các bác ơi. Ok, để sang bên này chắc hôm nay được 3 cuốn gì em.